chào tất cả các bạn, mình là Phượng. Thì Tết xong ấy thì được tặng một hộp yến như thế này. Và hôm nay Phượng sẽ hướng dẫn các bạn cách chưng yến ăn như thế nào. Thì Tết thì chắc nhà ai cũng có mứt gừng rồi ha. Đường phèn này, mình sẽ chuẩn bị đường phèn này và mứt gừng. Thì mình sẽ lấy một miếng yến ở trong cái tổ này, trong cái hộp này, bỏ vào đây, bỏ vào nước, đầy một cái chén như vậy và ngâm trong vòng 30 phút ha. Bước đầu tiên thì Phượng sẽ lấy 2 muỗng đường phèn nhỏ xíu như thế này thôi để vừa ăn. Đó, mình sẽ đổ nước vô và muối thật đều. Muối cho đường phèn nó tan. Sau khi ngâm yến 30 phút thì chúng ta sẽ lọc yến thế này. Sau khi đã vớt yến ra thì mình sẽ cho yến vào cái tô nước mà hồi nãy mình có pha đường phèn sẵn. Mình sẽ lấy một miếng gừng cho vào đây. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái nồi như này, bên trong có nước. Mình sẽ bỏ yến vô và mình sẽ hấp trong khoảng 30 phút.